Dragon Production. Đang chơi thả diều. Thả diều hay lắm, giỏi lắm. Đang chơi thả diều. Nhớ mày vậy tao. Được rồi, còn mày sẽ biết tay tao. Chủ người ta chơi thả diều với lại cái chủ người ta. Bữa nay tao chơi lớn như mày. Con mày chết. Ủa nó cắn bụng dây rồi. Ôi mày chạy trả tao 200 ngàn. Ôi oh, no. Thằng thằng dưới trời ơi, không lấy nữa. Tao tính cầm về. Có cầm điện thoại không? Cầm hết á. Tao đưa coi này. Điện thoại xịt đó nghe. Oh. Ok. Điện thoại xịn đó. Tính cầm bao nhiêu đây? Hết giá luôn. Hết giá luôn hả? Hết giá là được 20k. Mà nói trước nha, cầm càng nhiều tiền thì lãi suất càng cao. Một ngày 1 triệu đó. Không cầm bao lâu thì cầm. Ok, làm giấy tờ luôn. Ok, chơi luôn. Ra tao hả? Còn gì nữa? Lúc tôi chụp cái điện thoại lại
ông phải đảm bảo cái điện thoại tôi ok. Cái vụ này thì chú mày đừng có lo à. Ta làm anh uy tín mà lâu nay về phần đó thì em đang giấy tờ người ta có làm rõ hết. Nếu bất kỳ có sự thay đổi nào đồ vật nhà ngươi cầm thì ta sẽ bồi thường lại nhà ngươi gấp 10 lần giá trị nhà ngươi cầm. Ok, thật ra cũng phải như vậy. Tên Lâu. Cái gì Lâu? Nguyễn Văn Cầm Lâu. Cái tên chú mày cũng được lắm. Rồi. Đây lấy tiền. Đấy, được rồi, anh đi thông chỗ. À, ok. Oh no. Tài là lắm lét vậy ta. Cái thằng này nó chơi mình rồi. Ông này nó đúng kế ta rồi. Giờ ta đem tiền đi chuột. Chắc chắn ông ta sẽ nhận ta 10 lần. Bao năm trời nay chưa ai qua mặt người ta. Ngày thằng nhảy ranh này ở đâu tới? Tốt nhất mày đừng có cho tao thấy mặt lại mày cả mày. Thằng nhóc. Thằng chủ. Muốn gì nữa đây? Được cái điện thoại thôi. Việc lại của ông rồi đó. Sao? Ông đừng nói với tôi là điện thoại tôi bây giờ không có nha. 10 lần lẫn nhau chủ. Oh no. Sao ông chủ? Hỏi tôi đâu? Được. Bây giờ ta sẽ làm đúng như giao kèo ban đầu với người. Oh, no. Tiền chỗ có đủ. Tiền lãi cũng có đủ, giấy tờ cũng rõ ràng. Ok. Đây, cái điện thoại xịt hay của những người nè. Kiểm tra kỹ đi. Không phải, lúc nãy ông vừa mới đập hả? Đúng.
ta mới đập cái điện thoại. Nhưng cái điện thoại đó không phải là điện thoại của nhà ngươi. Nhà ngươi còn tơ lắm. Muốn chơi ta, muốn qua mặt ta đâu có dễ đâu. Mày cá lắm. Trời đất. Hey. Tụi trẻ bây giờ thiệt là bồng bột quá. Bữa nay tao chơi lớn như mày luôn. Tụi con mày chết. Ôi, ủa nó cắn bụng dây rồi. Ủa, mày chạy, chạy nó hay luôn nè. Nhét. Quá con kéo bỏ lại. Cột sao hồi cắn cũng được.